Những đứa trẻ hồn nhiên và đáng yêu không có điều kiện đến trường, phải bươn chải vào đời sớm, gánh vác nỗi lo của gia đình. Trên môi vẫn là những nụ cười lạc quan và những ước mơ. Nếu con sẽ được có một chiếc xe đạp đi học. Lớn lên con muốn làm bác sĩ. Được làm căn nhà. Ca sĩ muốn làm nhân viên ở ngoài. Chương trình Nụ Cười Tuổi Thơ, vị sứ giả thiện chí mang cơ hội biến ước mơ của các em thành hiện thực. Phát sóng định kỳ vào tối thứ tư hàng tuần lúc 19 giờ trên kênh HTV7.